Cuối giờ chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam, cho rằng đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tính phát triển liên tục của mối quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc phát huy hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đối với mỗi nhà lãnh đạo hay mỗi người dân bình thường của Việt Nam, khi nhắc đến nước Nga là nhắc đến những ân nhân luôn đồng hành và giúp đỡ Việt Nam. Cũng vì mối quan hệ tình sâu nghĩa đậm giữa hai đất nước mà Việt Nam luôn mong muốn cùng với lãnh đạo và nhân dân Nga duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp, xứng đáng với tình cảm, ưu ái mà nhân dân hai bên đã dành cho nhau trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chúc nước Nga vĩ đại ngày càng phát triển, nhân dân Nga ngày càng hạnh phúc, vị thế của Nga ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Medvedev sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp xứng đáng vào hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Medvedev bày tỏ sự vui mừng khi được quay trở lại Việt Nam. Thủ tướng cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này không chỉ thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà đây còn là chuyến thăm với tư cách của một người bạn thân thiết. Bởi 11 năm trước, ông đã tháp tùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga tới Việt Nam. Và trong suốt những năm qua, ông luôn theo sát tình hình phát triển của Việt Nam và chứng kiến những bước phát triển của Việt Nam. Mối quan hệ hai nước vốn đã tốt đẹp trong lịch sử và đó chính là cơ sở để hai nước tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ ở hiện tại và trong tương lai. Thủ tướng Medvedev đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây và cho rằng đây là sự phát triển rất năng động. Trong những năm qua, quan hệ hai nước phát triển rất đa dạng, đặc biệt là trong những năm gần đây, ở nhiều dự án lớn của hai nước đã được thực hiện như dự án nhà máy điện hạt nhân, hợp tác về kỹ thuật quân sự, năng lượng và văn hóa. Thủ tướng Medvedev mong muốn kế thừa truyền thống hữu nghị và tương trợ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay tiếp tục cần duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác đạt hiệu quả tốt về nhiều mặt. Nhân dịp này, Thủ tướng Medvedev đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Putin tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.